Chào mừng anh chị đã quay trở lại với siêu thị điện máy Ecomart. Như anh chị đã biết thì nếu mà nhắc đến quạt trần điện cơ thống nhất thì anh chị sẽ nghĩ ngay đến một chiếc quạt trần điện cơ ba cánh với tông màu trắng hoặc là màu xanh. Nhưng ngày hôm nay tại Ecomart thì em xin giới thiệu đến anh chị một mẫu quạt trần rất là mới của hãng điện cơ thống nhất, có model là QT1500X. Phía trên màn hình anh chị đang nhìn thấy chính là mẫu quạt trần QT1500X với cái thiết kế cực kỳ là đẹp, dòng 5 cánh. Tương tự như các cái mẫu 5 cánh cao cấp của các hãng Panasonic hoặc là Benny. Cái mẫu quạt trần QT1500X này thì với thiết kế với cái hai cái tông màu là màu ghi đậm và màu ghi nhạt thì nó sẽ mang lại cái cảm giác sang trọng hơn, nó phù hợp với mọi cái không gian ở trong gia đình như phòng khách, phòng ăn hoặc là phòng ngủ. Với cái chiều dài của cái trục sẽ khoảng là 35 cm và độ sải cánh là 1,5 m. Chất liệu của cánh quạt thì sẽ được làm bằng kim loại kết hợp với nhựa PP, sẽ cho cái lượng gió rất là nhiều và chắc chắn. Hiện tại mẫu quạt này thì đang được bán tại siêu thị điện máy Ecomart với giá rất là tốt, chỉ hơn 2 triệu đồng. So với các cái mẫu quạt của điện cơ thống nhất ngày xưa thì mẫu quạt trần 5 cánh này thì đã đẹp hơn rất là nhiều. Anh chị lắp đặt trong gia đình mình thì vừa có chất lượng gió rất là tốt, vừa mang tính trang trí đẹp. Dòng này thì sẽ sử dụng điều khiển từ xa. Đây là chiếc điều khiển từ xa của quạt trần QT1500X. Trên đây thì sẽ có bật tắt này, tăng giảm tốc độ. Em sẽ bật. Giữa gồm có 5 tốc độ thì số 1 sẽ là mạnh nhất, 2, 3, 4, 5 thì sẽ là nhỏ dần. Đấy, đây là bật ạ. Tốc độ 1 này, 2 này, 3. Đấy, khi mà anh chị bật hoặc là tắt thì dùng rất là tiện. Mình dùng điều khiển, không phải như các cái dòng quạt cổ truyền mình dùng hộp số. Với cái mẫu quạt này thì đang bán tại siêu thị điện máy Ecomart với mức giá là chỉ hơn 2 triệu đồng, bảo hành chính hãng là 1 năm. Ngoài chính sách của hãng thì tại siêu thị điện máy Ecomart sẽ có chính sách là 1 đổi 1 cho nhà mình trong vòng 30 ngày. Đấy, ngoài các cái mẫu 5 cánh của Vinawin thì bên em cũng đang còn rất là nhiều các cái mẫu khác. Đây, em sẽ lại gần hơn cái mặt quạt. Đấy, với mấy cái mẫu quạt này thì anh chị treo ở trong phòng khách rất là sang trọng, giá rất là tốt. Video ngày hôm nay thì em xin được tạm dừng tại đây. Em xin cập nhật tiếp các mẫu quạt trong các video tiếp theo. Rất mong nhận được sự ủng hộ của anh chị. Em xin cảm ơn.